Giấc này đi nhận thưởng hay là phần thưởng đang ở trên người của em? Phần thưởng đang trên người của em. Đang trên người của em. Đúng vậy, nhìn sao. Wow, có dính trên người của em không? Có nha, rất là dính nha. Wow. Trả lời một câu nghe căng thẳng quá nha. Bây giờ đi đâu đây? Giờ đi anh kêu đi chỗ Kiến Kiến. Đi chỗ Kiến Kiến hả? Ok luôn, anh sẽ chở em đi. Ê, lúc đó mà không vô là tới công trường. Ở em có ngại không? Không nha, không có gì ngại nha, đó là bình thường luôn. Không ngại hả? Không ngại. Không ngại hả? Rồi, ok, đọc. Nhắm mắt lại đi. Ui, nhắm mắt nữa cơ hả? Để tăng thêm độ tăng lên độ hấp dẫn hả? Ok, nhắm mắt nha. Lâu vậy ta? Ơi, đừng nói cho mình bùm kèo nha anh em. Bùm kèo một cái là lên lấy bóng bóng liền. Tút rồi. 500 anh em chuẩn bị là vào TikTok của em ấy, khủng bố em ấy nha. Bảo em ấy là phải đi chơi với mình nha anh em nha. Alo. Ôi trời ơi, mừng quá em ơi. Anh tưởng đâu em cho anh leo cây chứ. Nói chứ em được 10 tiếng đồng hồ rồi. Em ra phát phần thưởng cho anh đi nhá. Ok em. Ok em. Okay. Cái con nhỏ này ra đây phạt cho một cái bây giờ. Nữa tút nữa, cất mấy ngàn nữa anh em. Bố mình nhịn được lâu lắm rồi đi nhá. Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với Google TV nha. Clip nhà này để xem hôm nay là em ấy sẽ cho mình cái phần thưởng gì nha anh em. Chắc là lại đi mời đi ăn hoặc là đi uống hoặc chỉ nhiêu đó thôi chứ còn cái gì nữa vậy các bạn. Chứ không lẽ giờ mình ra mình đổi bữa ăn qua ra tiền ta để mình lát mình, để lát mình cho anh thử đây. Tiền bạc quan trọng hơn hết mà anh em, tình cảm gì tầm này. À còn nữa anh em, cái em này là cứ kêu mình chờ ở đầu hẻm chứ không chịu mình là chỉ ở trong nha. Em ấy sợ mình biết nhà ở trong rồi mình vào mình quấy rối em ấy hay sao á, cứ bảo anh đứng đầu hẻm đi, em đi bộ ra. Rồi còn mình đi chạy xe á, mình nói không phải chê chứ có nhiều khách là bắt mình phải server xe à thôi. Nhà em ở đâu vậy? Cái gì vậy? Thế sao cứ không cho anh vô trong đó anh đón mà cứ bắt anh chờ ở đầu hẻm? Lúc mà nó đi em bắt được hả? Không, anh thích gọi là đưa đón tận nơi cơ. Tật. Lên. Anh làm gì? Em có mũ. Ủa? Trời ơi. Trời đất ơi, qua đây lâu không? Từ bên đó qua đây khoảng 15 phút à. Phần thưởng của anh đâu? Giấc này đi nhận thưởng hay là phần thưởng đang ở trên người của em? Phần thưởng đang trên người của em. Đang trên người của em. Đúng vậy, nhìn sao. Wow. Có dính trên người của em không? Có nha, rất là dính nha. Wow. Trả lời một câu nghe căng thẳng quá nha. Em vẫn không có gì. Sao? Khó quá. Nó được bao bọc hay là nó đang gọi là nó ở bên ngoài? Nó được ở bên trong. Ở bên trong luôn. Đúng rồi. Rồi thấy con chị này. Căng thẳng quá đi. Anh thấy vậy quá, anh thấy căng thẳng quá. Có anh là anh rồi, anh thích cái tiết mục gọi là mở quá em. Mở anh hay mở quá anh. Cái mở. Gì từ xíu mở một cái gì đó ra là anh tiết lắm luôn á. Bây giờ đi đâu em? Anh đang đi trong vô thức á. Đi đâu nhỉ? Ủa gì vậy? Đi đâu nhỉ? Cứ đi đi. Không, không thì kiếm chỗ nào kín nè, khu Yên Hòa cũng được. Kín hả? Lại cái nữa được mày. Cái gì vậy, quýnh mà ân nhóc. Tự nhiên em quýnh mà ân quyền quýnh hay gì vậy trời. Thôi 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 ba. Không, cái gì đó chạm nữa cũng từ từ quýnh thôi.
từ cũng bị quýnh hả? Sao nghe thấy tương lai mịt mờ quá vậy? Dự đèn đỏ ha. Wow, chơi luôn. Dự đèn đỏ thì chúng ta. Không có bác anh chứ đâu có bác em. Dạ phải. Nhưng mà bác em thì em bắt Grab về hả? Em sẽ bỏ anh. Bác anh có em đứng lại á. Anh không có tiền chung, em chung giùm anh được không? Em chung được. Chung được hả? Có tiền mà. Quê dữ, giàu quá dữ. Làm gì để đi kiếm không em? Dạ nói chứ thôi, chứ em bé cũng chưa được có sao. Anh bị hội chứng sợ màu vàng á em. Biết tại sao không? Mới nói đó. Tại vì công an, sợ công an. Bây giờ đi đâu đây? Giờ anh kêu đi chỗ Kiến Kiến. Đi chỗ Kiến Kiến hả? Ok luôn, anh sẽ chở em đi. Tới lúc đó mà không vô là tới công trường. Có hôm nay đi đang trường học mà cô nói gì không hiểu. Như vậy gọi là vui. Thấy cười. Như vậy phải cảm thấy gọi là. À, biết rồi. Đau lòng chứ. Biết rồi. Rồi sao? Gặp anh đó. Ghê vậy, thả thính ghê vậy. Thả thính mượt ghê trời. Quá ghê gớm. Em quê ở đâu ta? Quảng Ngãi. Cô gái Quảng Ngãi thành đến quá ghê. Trời ơi. Sao mà nó có thể giật cục được như vậy nhờ? À, biết rồi. Ngắn một cái. Gặp anh đó. À, anh chị em nè. Em ngày hôm nay cũng không có gì vui. Nhưng mà buổi tối được đi dạo với anh vậy là vui lắm rồi. Anh hay vậy quá à, anh còn còn TikTok được không? Được, như vậy nó mới uy tín em. Ủa rất là chở đi dạo à? Thì, ủa, nói từ nãy, anh kêu anh chở đi chỗ tối. Ok. Anh là vị tài xế gọi là 60 sao, khách hàng thích gì anh chịu đó. Hôm nay em là khách VIP của anh. Cái vòng quay đó đẹp quá em. Đâu đẹp bạn em. Hay sao? Được quá nha. Ghê nhờ. Tự tin phết nhờ. Đương nhiên rồi. Mấy đứa đẹp có khác tự tin. Nhưng anh chưa bao giờ anh dám nói câu đó luôn đó trời ơi. Tự nói trước cho em biết anh đâu có nói. Ê, đi một hơi là về tới bên. Đi một hơi là về tới bên chỗ anh ở luôn á. Về chỗ anh ở cũng được. Nhịp tim nó tăng á. Ê, con này biển số vàng nè. Sao người ta lại lấy chiếc này đi chạy taxi dịch vụ nhờ? Tại sao là không được? Nó hơi ăn xăng. Đẳng cấp ơi. Ghê nhờ. Anh gõ cho anh ấy chở em đi ha. Không, đi với anh thôi. 43E00922. Ủa rất là chở khách thiệt hả ta? Ừ. Như xe biển số vàng là xe chở kinh doanh dịch vụ. Dịch vụ vận tải. Nói đó. Ôi bọn anh nè. Friend. Đồng nghiệp. Anh không có biết không? Đồng nghiệp thôi, không biết không? À. Bạn là phải biết nhau. Wow, ở đây là đâu mà nhiều chân dài quá em. Cái này hả? Cái này là chỗ người ta để thay. Ê, em đi đâu em? Không, anh nói thiệt á, nãy anh nói giỡn thôi chứ. Ủa, em kêu anh đi tới tối mà em cho anh đi đó, anh đi đâu cũng được hết á. Bé cây đó nha. Anh coi cái video mà có con bé nó lay cái xe của ông tài xế mà con bé nó gửi lậu của ông tài xế chưa? À chưa coi chứ gì. Đúng rồi. Đó biết ngay. Đi đâu đây? Đi đâu đây? Gì chú? Đi đâu đây? Đi đâu đây? Chú làm gì chú khó chịu vậy? Không có đón xe khác. Ủa khó chịu gì? Chú làm luôn bị khó chịu rồi. Cái gì vậy? Nãy giờ ai nói gì mà khó chịu? Mẹ bây giờ tới cái lô
À đâu con này bị gì ta? Đi đâu? Đi e. E để rút tiền chứ. Sao không quạo? Hả? Sao em không quạo? Xô ra. Sao em không quạo? Sao em không quạo? Ờ cái clip đó là ông tài xế ông hỏi là đi đâu đây. Làm gì, em đâu có quạo đó, anh Lâm đâu, đâu có làm gì sơ đâu mà em quạo. Vậy sao con nhỏ đó quạo? Con nó bị khùng đó. Á. Con nó bị khùng. Quái đạn thiệt á. Anh nói với anh có coi rồi, nó rần rần ở trên mạng mà. Ảo vậy. Nhưng mà em biết tại sao chú đó hỏi cái câu hơi cục không? Sao? Hả? Ví dụ như hỏi là chị không nhỏ tuổi hơn con đi đâu vậy con, nhưng mà chú ấy hỏi là đi đâu đây. À, em biết tại sao chú ấy lại phát biểu hơi phát ngôn hơi không có chủ ngữ bị ngữ giống vậy không? Không, nói chung là về lứa tuổi thì chú ấy có quyền nói như vậy, nhưng mà không sao, nhưng mà đang phục vụ khách hàng thì nên thêm vào con đi đâu đây con, nó sẽ hay hơn. Nhưng mà anh biết cái lý do tại sao chú ấy như vậy, đó là do chú ấy gọi con nhỏ đó hoài không được. Đầu xanh nó nói chuyện với bạn nó, chú ấy gọi để đón nó gọi không được, chú ấy quạo. 100% là vậy luôn. Anh nghề tài xế anh biết mà em. Đôi lúc đặt xe xong gọi không được, quạo cực kỳ luôn á. Nhưng mà chú nó cũng đâu có lộn gì quá đáng đâu. Ờ thì anh đang tiếc theo hai chiều luôn á. Thấy hình hai góc nhìn á. Ờ nhưng mà con bé nó vừa lên xe mà của đang đó để đẹp Grab là phải có chủ đánh và chủ đi chứ đúng không? Đây là chỉ bắp thôi. Anh không biết nữa, cái đó hình như là gọi taxi thôi. Gọi taxi là người ta sẽ tới, người ta đón, xong bắt đầu người ta mới người hỏi đi đâu thì chở đi. Đó. Còn nếu mà đặt Grab á thì là như anh á, anh đặt Grab là anh chỉ lên nói chuyện về tên tuổi quê quán thôi chứ anh không có hỏi điểm đi điểm đến, tại vì trên app có rồi. Thì cái trường hợp đó chắc là trường hợp gọi taxi. Nhưng mà mình bỏ qua vấn đề đó đi em, mình bỏ. Mình tập trung về vấn đề nhận thưởng tới nay đi. Thì nhận thưởng thì nhận từ từ đã chứ. Chứ mình cứ lay hoay mấy cái phần thưởng nó bị nguội lạnh mất. Mình phải hâm nóng nó đi chứ. Anh ba em lòm, ba em ống thường thường lòm như cái kia kìa. Lòm trầu á, về trầu á. Trầu vậy hả? Ba em ok lắm, ba em tuyệt vời. Ba em đánh nhau 2 lần. Ồ. Bữa nào cho anh ra mắt ba em được không? Được. Rồi, được luôn hả? Có vinh dự đó luôn hả? Thôi. Rồi là đang đánh chống lãng đúng không? Rồi mình trở về cái vấn đề là hâm nóng cái phần thưởng này. Bây giờ là kẹt xe mười mấy tiếng đồng hồ luôn. Bởi vậy anh mới qua trễ xíu á. Thế mà em vẫn không giận. Không, em đâu có giận đâu. Em dễ thương hiền lành. Từ hồi cũng biết giận ở bao giờ. Chứ không phải là anh người dưng nước lã giận anh là được cái gì đúng không? Ví dụ như anh mà là người yêu tôi ha, tôi cho anh tới công chuyện luôn. Không, người yêu cũng không đáp công chuyện luôn. Chứ sao nếu mà người yêu có em sẽ thăm khổ cho người ta chứ. Lỡ người ta có sự việc gì sao? Người ta cũng đâu có muốn như thế đâu. Mời đẹp, mời đẹp. Thôi nói vậy chịu rồi, nói vậy hết cái để nói rồi. Nói vậy khen em dễ thương. Anh, à. Hay là đi mua cái gì đi lên gì đó nhỉ? Chùa Linh Ứng hả? Chùa Linh Ứng, chùa Linh Ứng nổi tiếng ở đây lắm. Nhưng mà mình khui phần quà này nó khui sao anh không lấy đó em khui cho không được, phải kín mới khui được chứ, trên đó người ta đi lại người ta ngắm cảnh chứ. Anh muốn khui chỗ nào mà không có người muốn khui cái gì? Anh chia sẻ gì à? Quà của em mà anh cứ ái quà. Thôi được rồi, dân này là đi mua một cái gì đó. Đúng rồi, mua
em bên đó ăn xong bắt đầu vui quà. Ok rồi làm không? Không không được anh ơi, làm không nổi vì đó là chuyện của em. Nói chung anh con người sống nội tâm, anh không thích lên mấy chỗ đông người vậy. Anh không thích á? Anh chỉ thích, anh chỉ thích ở nhà thôi. Anh nhờ anh không ở nhà thì sao? Nhà nguy hiểm mà. Anh nhờ nó kỳ lắm. Ủa hay. Nôm nữ thụ thụ bất tương thân. Ừ rứa là ăn cái gì trời? Anh thì dễ tính lắm. Anh á, những cái món nào anh ăn cũng được hết á. Mà những cái món như là tôm hùm nè, cua hoàng đế Alaska á, những cái món đó thì được. Không anh ăn được. Anh ăn được kìa, anh chứ em đang đâu được đâu. Em đang không được là anh cũng đâu được ăn. Khi nào mà em bao giờ em ăn được thì em dẫn anh đi. Rứa em mua cái món em ăn xong em mua thêm con cua hoàng đế, con tôm ASK cho anh được không? Được. Ủa được hả? Ủa anh làm gì vậy? Thì kiếm quán. Kiếm quán gì? Kiếm quán mua. Mua gì? Cua hoàng đế, tôm ASK đó em mới nói đó. Chết mẹ mày, chết mày rồi. Rồi anh chưa biết hai con đó nó bị nó như thế nào. Em ăn bao giờ chưa? Em ăn rồi. À. Sao vậy? Cảm thấy bản thân yếu đuối kém cỏi. Yếu đuối gì đâu, từ từ rồi anh cũng sẽ được thôi. À, không có đâu em, ăn con em mua đó. Ừ. Em mua cho em có tiền mà. Ghê vô à. Thôi. Thế thôi anh. Thường thường ra đây em hai mọi người, chào mừng mọi người đến với Đà Nẵng á hả? Tại sao có thể lại một cái câu nói đơn giản như vậy mà lại dễ thương như vậy ta? Xin chào mọi người đến phố thành phố Đà Nẵng. Đây là cầu Nguyễn Văn Trỗi. Xin mời mọi người đến mấy Nguyễn Văn Trỗi chơi nhá. Anh thấy dễ thương á? Dễ thương, nhưng mà tí cho anh trải nghiệm thực tế ngoài đời nó như thế nào nha. Ok. Ok. Rất là đơn giản luôn. Ok, rất là đơn giản. Cái gì vừa ăn cái gì vậy? Đi Đà Nẵng mà quần quần hoài không biết ăn cái gì là sao? Ăn năn hối cải đi. Ăn năn hối cải hả? Cháo đá bá không? Cháo đá bá không, ăn cháo đá bá không được nha. Ăn năn hối cải được xíu. Ăn cháo đá bá là ăn phát là gọi là người đời người ta đánh giá hả? Người ta gọi là người ta chơi mình nữa luôn á. Anh đang đi lên là chùa Linh Ứng theo ý của em á. Còn đồ ăn thì anh không biết là mua cái gì hết nha. Còn không thì không được, chúng ta không được nhìn đó như thế. Không. Ngắm phải em thôi. Ngắm em tự nhiên người không. Anh nó khỏe lên á. Không, phải em thôi chứ ngắm em nó cũng đó. Anh phải thực tế lên. Cái đó người ta gọi phải gọi là thực đạo chứ nhỉ. Có vực, có thực mới vực được đạo. Anh đang đứa không có Grab nhờ. Anh ý là không có đàn đoàn họ vô tới nhờ. Ủa chí anh chạy Grab đi em đặt đồ ăn nữa. Bây giờ ăn cái gì ghé vô mua rồi. Thôi chứ ở đây anh thấy bán đồ quá trời nè. Tắp vô mua đại. Vô mấy quán hải sản. Vô mấy quán hải sản mua bảy con tôm cua gì đó. Tùy tâm thôi. Chưa có biết là ăn gì luôn á. Em đâu có biết ăn gì đâu, em bảo mình đi hả, em hay ăn. Em hay ở nhà ăn. Có hay nấu cơm không? Có, lâu bữa thì nấu, bữa không nấu. Sau đây anh nha, anh chạy rồi đó mà em có không quen anh mà em cứ em đụng anh. Sau đây. Không nhiều khách còn gọi là đè lên người anh nữa cơ. Nghĩa là họ để cái tay lên vậy nè.
mà em có thể để đây nè. Còn nhiều, có nhiều bạn sợ té là còn phải vịn áo này nữa cơ. Nói chung không phải là gì mà kiểu người ta muốn an toàn chứ không phải kiểu gì đâu. Chứ phần giày ráp như anh làm sao mà không mà có phần giày ráp gì hết cơ. Le lỗi cái ý nghĩ là không, người bên đó, giờ là giày ráp rất là bình thường nha. Hả? Em thấy mấy người mà chạy giày ráp rất là ok luôn thì họ rất là có ý chí làm ăn. Mấy anh đâu, đó. Cho nên mình không anh yên đàng đi cho nó. Ủa gì vậy? Dạ. Cho nên cái hả không đánh giá người ta bẻ bề ngoài được. Cái đâu người ta chạy giày ráp nhưng mà người ta rất là ok. Cảm động. À, đúng rồi, đương nhiên em mà. Anh có đường nào mà anh nháo quẹo chứ anh mê mon em quá là anh quay là anh đó. Ok. Quá cảm động luôn. Em. Hả? Sao vậy? Ví dụ thôi, không ví dụ đâu. Nói đi. Không. Đó là cho. Chị cao gì? Chị có hỏi vậy không đó là được hết á. Anh đang nói ví dụ. Ví dụ đi. Ví dụ một anh Grab mà là thích em muốn tán em thì em sẽ phản ứng như thế nào? Em sẽ coi thời gian người ta như đang đã. Chứ tự nhiên mới gặp mà tán liền đó hả? Tán liền đó là dính với mình quá dễ dở rồi. Mới quyết định xem người ta như đang đã. Khi mình sẽ có cảm tình với người ta là mình sẽ là ví dụ như mình mà có cảm tình với người ta là đối phương họ sẽ biết. Nhưng mà cái này là anh tìm được tờ giấy cho nên anh mới có cơ hội được chở em như thế này. Nhưng mà ví dụ một anh Grab bình thường chở em thôi, trong cùng cuốn xe em đặt hàng ngày đó, rồi anh đó xin số điện thoại em, nhắn tin rồi này kia, rồi em thấy sao? Không có xin đâu. Không có xin hả? Tại vì lúc nào em cũng trầm cuốn tròn. À, là các anh không biết em xin như thế này hay, hay là... Anh hay xin quá, anh hay khen em quá à. Ủa, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Lựa lời mà nói cho lòi tiền ra. À, mà em nói nữa. Nói cho lòi tiền ra hả? Trời. Em thấy anh đi hơi xa rồi á. Em đố anh tìm được cái gì em? Đây uống nước biển. Uống nước biển à? Anh ở ngoài đây có nhiều cặp. Do cặp vợ chồng do mà họ hạnh phúc nhận. Anh thấy nhiều cặp lớn tuổi hay ngồi phút này nè. Họ hay nắm tay nhau á, chẳng đi dỗ tới chẳng phút đi. Ước gì già cũng có một người như vậy bên cạnh ha. Đương nhiên anh nghĩ người ta, anh nghĩ như đứa thì sẽ có người nghĩ như đứa. Kì còn hả? Anh nữa nè. Đồng nghiệp của anh. Trời đất ơi, chú ngủ luôn. Trời đất ơi, cực quá cực rồi. Chú ngồi ngủ luôn đó. Hay lắm, nhiều người hay lắm, ngồi ngủ. Có nhiều chú kiểu là chạy mà ở xa nhà là ngủ ở trên xe luôn, nằm ở trên xe máy ngủ chứ không phải ngủ trong xe hơi đâu nha. Nói chung nhìn thương anh ít dùng từ tội lắm nha. Tội là một cái gì đó kiểu nó từ thương nào á. Ừ, anh nhìn thương còn nhìn thấy tội là cảm giác mình phải ở một vị trí nào đó cao, thật là cao á, mình nhìn xuống mình mới thấy tội người ta. Còn mình ở một cái vị trí nó bình á thì mình nhìn mình thấy thương thôi. Em biết rồi. Cái từ tội à, ví dụ nha. Ôi nhìn cái người đó tội quá, ra giúp người ta vài triệu. Đó, như vậy ở đẳng cấp vậy mới dùng từ tội nó hợp lý hơn, với lại người lớn một tí dùng từ tội nó sẽ hợp lý hơn. Còn như lo cho như anh với em á thì nên dùng từ thương á hay hơn. Thương nhờ. Nhìn thương ghê. Thương ghê á. Nhìn em thương ghê á. Nhìn em thương ghê á. Nhưng mà trong hoàn cảnh này từ thương nó nghĩa khác. Nghĩa gì? Hả? Nghĩa gì? Nghĩa là yêu thương á. Yêu thương á. Ghê gớm không? Ghê gớm không? Thả thính đó, anh đang thả thính đó. Trời. Thả rồi hả? Chạm đó em thả lại cho anh coi. Chứ từ thương từ tội nó ai xài cho được. Bánh bô nắng hử đây. Đâu? Bánh bô đây. Muốn bao ăn đi. Bánh bô á?
mới chạy ngang hả? À biết. Đâu, xin sao em bảo bánh bao thì đi. Thì ông, anh không nghe ông kêu hả? Ông kêu bánh vô đây. Xe đi. Rồi mua bánh bao. Chú ơi, đâu rồi? Đố anh tìm được ổng á. Thấy rồi, đang trên xe đó. Mắt anh 10 trên 10 á, mắt em mấy trên 10? Mắt em 1. Mắt em 1. Ủa? Mua bánh bao chuyển khoản. Thôi anh cho mượn nè. Lấy em 2 cái à. Chị mua được á. Ghê. Nhiều tiền hả? 2 cái bao nhiêu anh? 20 à, đúng rồi. Thôi là bao anh hay là? Bao anh á. Bé nó bo em 3.000, em bo anh 3.000. Cảm ơn anh nhiều. Chúc anh có nhanh thấy nha. Ok. Bo đây. Bánh bo đây. Bữa nãy em có mang không? Dạ. Em éo quá thì em chạm đấy em mà về mà em thấy anh lại mua tiếp. Chúc anh bón hết nha. Tính cho hôm vô em cua đồ. Ôi đi cô nương ăn vô ăn rồi không biết là người ta có cho rửa chén, không biết là rửa chén em mấy tháng. Em có tiền mà. Cái gì mà rửa chén? Em biết con cô hoàng đế bao nhiêu tiền không? Mấy triệu. Quê ơi sao nói chuyện tiền triệu nhẹ hửng quá trời. Nói chuyện tiền triệu mà nhẹ tử lông hồng vậy ta. Đẳng cấp quá ta. Đừng nói, sao? Đừng nói là tiểu thư nha trời. Đâu? Vì mẹ cho mình tiểu thư vậy trời. Nghi lắm, nghi lắm. Cuộc đời anh đừng chuẩn bị đổi đời rồi. Em có nhà có tiền giúp việc hay gì đó không cho anh ứng cử á? Giúp việc á? Ờ. Không làm chồng em gì. Trời. Như vậy có quá vội vàng không? Không. Anh biết con gái bên ai chuyện là nó thẹn lắm. Dù như em là em thẹn lắm. Em nói gì là em nghĩ gì là em nói đó thôi chứ. Điều nó vừa vừa. Anh lại mang số hộ khẩu nhà anh ra đây bây giờ. Mau ra đi. Nhận tiền. Trời tới công chuyện thiệt chứ. Sạch che chứ em không có che thấy á. Mình không có được phép che thấy, mình không có quyền che người ta. Mình không thích thì mình có thể lộn những cách khác. Mình không thích thì mình lướt qua đời đúng nhau. Không rồi, làm nhau đâu. Không, lướt qua không làm nhau đâu nha. Đâu nha. Không. Ví dụ như thích người ta quá mà người ta không thích lại mình là đâu. Đâu lắm, đâu ở đây nè. Đâu? Ở đây. Chỗ đó nó như nào? Cái chỗ nữa thì nó cũng như chỗ này nè. Cái tới tim á. Con tim. Đúng rồi. Đó giờ em có mà làm gì xinh như em, người ta chắc xếp hàng theo đuổi quá. Có đâu. Tôi cũng nghĩ như anh thấy cho nên em bây giờ như thế này nè. Anh thì anh đầu hàng thôi chứ anh không. Nhiều người xếp hàng như vậy thì anh xin lỗi anh đầu hàng. Trời dễ thương chưa? Anh xếp vị trí đầu hàng. Đầu hàng. Đầu hàng là đứng đầu á. Ờ. Hợp lý không? Ờ đúng rồi. Ủa anh thả thính em mà em phải gọi là cảm giác gì đó. Trời ơi anh nha. Để em bài cho anh vào đường cơ bản. Anh thả chưa ok lắm. Ê quê. Nó quê nha. Ok em, ok em. Thỉnh giáo, thỉnh giáo. Sư cô, sư cô. Hy vọng là hôm nay sẽ không mưa. Không mưa đâu, anh nói chung là mỗi lần mình tới anh lên trời hả? Mỗi, hả? Mình tới anh lên trời hả? Ý anh gọi là anh có quen biết với lại bên thiên lôi, thiên mưa được á. Bên bên từ Long Dương anh chạy cái này mệt không? Chạy cái này mệt không hả? Nói chung là làm công việc gì thì nó cũng mệt thời gian đầu, nhưng mà chạy riết thì nó quen. Buồn không? Buồn thì cũng không buồn, tại vì mỗi ngày anh gặp các vị khách anh hay nói linh ta linh tinh nói nhảm á, cho nên cũng không buồn lắm. Nhưng mà có một cái là hơi tủi thân.
hơi tủi thân vì là kiểu công sức mình bỏ ra nhiều á nhưng mà không có được bao nhiêu tiền rồi à, sau này tương lai không biết sao vậy thôi. Tủi cố lên nha. Tương lai không biết là có cưới được vợ hay không. Cưới được chứ. Khó lắm. Cưới thôi. Anh không cưới gì vậy em? Ai không cưới để em à, hả? Cưới thôi anh đừng có sợ. Bây giờ nha, bây giờ nha, khi mà người ta hỏi một cô gái nào đó là con lấy ai vậy? Dạ con lấy anh này. Anh đó làm gì ạ? Dạ anh đó là một người chạy xe ôm. Không. Nghe lãng chẹt lắm. Không, chuyện đó đối với em quan trọng lắm. Ba mẹ em chấp nhận mọi thứ. Cái gì ba mẹ em đã nói rồi, khi mà con đã quyết định một cái gì đó thì con phải chấp nhận. Ba mẹ em không có phân biệt. Phân biệt là chạy xe ôm hay là cái gì đó đâu. Ba mẹ em rất là ok luôn. Ba mẹ đã nói với em rồi. Không cần phải lấy một người chồng giàu đâu con. Chỉ cần là hạnh phúc. Nhưng mà bên này hiếm có mà một người, hiếm có một người mà à, tưởng anh rung động anh đĩa tay ngực chứ ơi vậy đĩa đau bụng đó một hở anh gái anh ngứa anh đang ngứa quá à. nói chung là chắc là em kiểu thân thiện vui tính thì em nói như vậy để cho vui thôi. Không, em không vui nha, em nói thiệt mà nha. Để tiến tới thì anh đảm bảo không, nhưng đó là góc độ của em mà góc độ của anh á thì có thể là mà về lớp trẻ nha, về cái lớp mà tầm mà hai mấy từ 30 đổ lại á đang chạy nghề dính là nghề xe ôm á thì theo anh thấy thì nên và phải học thêm cái gì đó để qua tuổi 30 phải có thêm nghề chứ không thể nào mà từ 30 cứ lại phải chạy xe ôm anh được. Biết không, phải người đàn ông nó phải có chí cao tiến. Chạy xe ôm chỉ là một cái giống như là để xoay sở trong một cái khoảng thời gian khó khăn thì ok, chứ còn bảo định vị cái nghề xe ôm để theo cả đời để nuôi sống vợ con gia đình thì kể cả bản thân anh cũng không cho phép nữa. Cái này em cũng không chấp nhận nha. Nhưng mà ý là anh nói cái khúc mà vì cái vấn đề mà vì nó ra bác gia đình mà cho mẹ hộ ông thầy xe ôm thì nhà em không có. Anh sợ em không dám mở miệng luôn á chứ. Anh vừa mở đây em dám nói mà em không dám tin. Thế bây giờ anh tin thì anh thử đi. Bây giờ em mà làm được cái việc mà dắt anh về giới thiệu với ba mẹ là đây bạn trai con anh ấy chạy xe ôm mà ba mẹ em không có phản ứng gì hoặc là ba kiểu... mẹ em sẽ nói trước ba mẹ sẽ không có phản ứng gì đâu. Không tin thì bữa sau em gọi ba mẹ em cho nghe, gọi em ba mẹ em cho nghe. Không tin. Nhóc bất chấp vậy em nói thiệt mà. Không tin. Cuộc sống này lắm lừa đảo lắm. Không, em chưa từng lừa đảo em bao giờ. Em lừa đảo anh. Em lừa đảo. Không có, em nói thiệt không? Em đang tính dụ dỗ gì anh đây? Anh có gì đâu mà để em dụ dỗ. Trời, nói cho nghe tủi thân rồi. Thôi được rồi. Tôi hiểu rồi. Thì cho cùng là mấy người cũng nhìn tôi với ánh mắt là thằng này không có gì cả. Không thử á, ý là em nói nữa thôi. Chứ anh có gì thì anh biết cho em biết được. Tại vì em anh cũng là máu biết thôi mà. Ui, anh cảm thấy lạnh em, sao trên này nó lạnh vậy? Em không thấy lạnh. Có thấy lạnh gì trên nó ấm hơn không? Có thể nhưng mà không lòm đâu. Thôi em đừng có nói cái vế trước. Đừng có gieo hy vọng cho người ta trời. Em hay gieo, em thích trồng cây quá. Ủa sao biết giai điệu đó? Trùng hợp luôn. Cái giai điệu đó trong bài gì anh quên. Không, bài gì đó kiểu phổ biến lắm, anh nghe. Mà nghĩ sâu mà anh có thể tìm ra cái tờ giấy của em tới giờ vẫn chưa nghĩ ra nè. Em quay nó một cách nó dễ ẹt như vậy. Nhưng mà đâu phải ai cũng tìm đâu. Thì đương nhiên, đâu phải ai cũng tìm. Thì bởi vậy anh mới có cơ hội để gặp em. Chỗ nào em? Đây tượng Phật rồi nè. Đây hả? Ôi, thành phố đẹp quá em. Wow. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh được thấy khung cảnh đẹp như thế này. Mà ngồi sau xe lại là một cô gái xinh đẹp nữa chứ. Sao anh không đi cái xe hả? Anh định để xe đó kêu hoài cả đêm nay hả? Trả
đôi dép ở đâu ra vậy? Dép này chạy nó mới bền em. Anh có nhiều lắm, anh tặng em một đôi nhé. Không cần, anh tự mua. Thôi đừng nói thích. Em về thích. Mua đi. Em thích. Tặng đi. Ủa, trên kia là cái gì nữa nhỉ? Cái đèn quay quay á hả? Không, cái hình như là cái gì á. Cái đó cái ba Novotel người ta quẩy thôi chứ có cái gì đâu. Anh nói ra là nãy mạnh lành quá à. Khách hàng đi ba về anh chở người ta nói. Ừ. Của em nè, hai cái em chọn cái nè. Cái nào cũng được. Vừa tay phết đó nha. À vừa bụng, vừa miệng. lộn hơi sai. Ấy. Hai tớ nằm bằng lý nha. Vô, mời em nha. Vô. Không sao không gì. Để nãy em nói để mua bia. Mua bia quá. Bia vô mơ nghĩ hả? Bia vô mơ nghĩ hả cái gì? Đau đau quá rồi. Đau quá. Đi xuống em. Anh đuổi em à? Không có. Trời ơi, còn phải mang theo nón nữa. Này chắc kỹ tính lắm nè. Phải đội sử dụng đồ vật riêng của mình hả? Anh thấy có nhiều vị khách cũng vậy. Họ thích đội nón của họ thôi chứ không. Nhưng mà nón anh sạch lắm. Nhưng mà em đâu có chơi nón như đâu. Nhưng mà em thích đội nón của em. Ờ. Gọi cứu hộ 114 nha. Thử đi. Trời chết. Nó chưa ở đây cao mà. Bình thường là ngồi nhà hàng ăn tôm hầm của hoàng đế đó ha. Không ai đi với anh là phải. Chắc em đăng cái clip đó em sẽ tưởng tượng là một chàng hoàng tử tới đúng không? Clip nào? Clip nhẫn với lại tờ giấy đó. Em sẽ tưởng tượng là một chàng hoàng tử sẽ cưới một chiếc bạch mã tới. Không là chở em đi nhà hàng ăn, đúng không? Không, em chưa từng nghĩ như thế. Nhưng mà mong muốn. Em không mong muốn nha. Phải mong muốn chứ. Em không mong muốn gì hết, em chắc nhận cái hoàng tử. Nhìn em ăn thấy gượng ép quá rồi. Ăn nổi không? Không nổi đưa anh ăn cho. Anh tưởng đâu em không ăn là bao giờ. Anh nghĩ gì là em là con người mà. Em là sinh viên ha. Sinh viên giờ anh thấy giàu giàu không? Nào đi ít khách. Dầm màu thôi. Nào xài iPhone 13. À 14 chứ 13 gì nữa. Đó là màu á. Những người giàu họ sẽ không tỏ ra mình giàu. Anh đang có ý định mua iPhone 14 á, em tính sao? Mua thôi. Hôm nay không có tiền mà anh đi mua trả góp. Không cần á. Hả? Không cần phải mua đâu. Sao không? Để làm gì? Mua trả góp để lấy lè với gái. Không cần. Anh sống đúng với bản thân anh sau này cũng có người đối xử anh như thế. Dù như anh lấy lè gỡ thì cũng sẽ có người lấy lè anh. Anh muốn thôi mình lấy lè qua lại. Thế thôi không mua nữa ha. Dùm tiền đó để dành cưới em. Đúng kiểu ăn cái món mình không thích luôn á, mặt vô cảm. Thì luôn á em. Thôi, nói chứ là lâu lâu trải nghiệm như vậy đi. Sao em không ngồi ngắm cảnh mà em cứ ngồi quay lại đây vậy? Ngắm anh mà. Thôi. Ủa không được.
Coi đâu, ở đây có ai thấy đâu mà. Không. Dục đại dưới kìa, dưới sâu quấy. Ê, cũng dụ như anh cho cái ni nó không, cho nó ni nó không không sạch à. Ê, cũng dụ như anh thấy, không biết bao nhiêu. Cỏ nó che lại mà, ơ hay. Ái mà còn giáo nữa. Mà đem về đi. Đem về nhỏ, có bô lao của đây rất là nhỏ mà. Anh vụt với ni á hả, ơ cũng dục hết, anh coi thấy ơ dục không. Chứ dục xuống vài bữa gió nó thổi bay mất tiêu chứ có gì đâu. Gió thổi bay đâu. Em dục thử đi. Không, em không. Anh dục. Thấy người ta dục ở trời. Anh không được dục. Rất là sợ rất buồn nữa, không được. Nhớ là anh đang anh mới bị điểm trừ cực lớn đúng không? Không cực lớn, em đi nhắc nhở thôi. Nhắc nhở thôi hả? Thôi em trừ. Thì đem về đi. Thôi để em tự đem. Thôi đây đây. Nhớ nha. Ok. Dạ. Yeah. Anh sẽ không bao giờ xả rác nữa, anh hứa. Tưởng anh dục chứ. Anh... À, tưởng anh dục luôn ấy. Anh hứa. À, anh hứa tưởng anh dục con đồng cho mình. Quá chấm hỏi. Thực ra là anh mới đi một chuyến gọi là nhặt rác về. Anh muốn thử thêm cái thái độ của em như thế nào về cái hành vi xả rác nữa. Em hiền như vậy bởi sao mà... Anh hãy thử em á. Gặp anh nào dục rác trước bà là anh đấm luôn. Thôi sao nãy em không đấm anh ta. Sao nãy em không đấm anh. Anh đừng có giục anh xô á. Mày quá lượm đi. Giục anh tự anh lượm đi mày. Đấm. Không lắm mà lượm. Lượm đi đã đấm xanh. Chắc dễ chịu đừng có đấm. Đấm. Đấm đâu. Trời. Có thể đấm vào đây không? Đấm vào đó. Đấm vào đây cái anh xỉu ngang luôn á. Bây giờ thì ăn uống cũng no rồi, anh cũng có sức để gọi là mở phần quà rồi. Phần quà của anh đâu? Phần quà của anh á? Nhưng mà ở đây đông người lắm, mở em có ngại không? Không nha, không có gì ngại nha, rất là bình thường luôn. Không ngại hả? Không ngại. Không ngại hả? Rồi ok, đâu. Nhắm mắt lại đi. Ui, nhắm mắt nữa cơ hả? Để tăng thêm độ. Để tăng lên độ hấp dẫn hả? Ok, nhắm mắt nha. Rồi mấy giây đếm mấy giây. Ok em sẽ đếm. Đếm mấy giây rồi anh mở mắt ra, 3 giây hả? 3 giây nha. Ok. 1 2 3 Cho tim dành cho anh. Một anh Grab rất là dễ thương nha. Gửi cho anh nè. Từ. Anh nhận. Nhưng mà nó... Cái tim này ok. Ok mà anh không thấy. Em lấy từ đâu ra? Em lấy ở trong người em. Sao cái khúc đó kêu anh nhắm mắt? Anh phải nhắm mắt cái khúc đó chứ khúc đó mà mở mắt nó kỳ. Trời ơi anh là. Cái tim anh rất là muốn nhận. Nhưng mà anh muốn gọi là chứng kiến cái cảnh em chuẩn bị quà nữa. Không anh chỉ bị nhận quà thôi. Anh không có cần phải chứng kiến nhận quà đâu. Ừ thế là nó muốn quà hả? Đúng rồi đó là món quà của em. Còn anh muốn nữa thì ngày hôm sau em có thể cho anh món quà khác thêm nha. Thêm một món quà khác nha. Ô sao mà có lý quá ta. Anh có nhiều quà lắm. Nhiều quà lắm hả? Nhận luôn được không? Không, tôi để dành trước. Để dành đó. Ừ. Nhưng mà bây giờ là lịch bay của anh là anh chuẩn bị bay vào Sài Gòn rồi. Khuya nay anh bay rồi. Tại vì anh bay ra để anh kiếm lá thư. Không anh gặp em cái anh phải bay vào Sài Gòn để anh làm. Sao vậy? Quà rứa mà anh cũng không hài lòng hả? Có trái tim của em cũng không hài lòng. Không, anh rất hài lòng. Nhưng mà... Thôi thôi, vậy là vui lắm rồi. Cảm ơn em. Đó, xè trái tim lên coi lại. Có chạm vào được không? Được. Thấy thế nào? Ừ? Thấy thế nào ok không? Trái tim này ok không? 10 điểm. Ừ. Xuất sắc luôn. Tuyệt vời nhờ. Ừ. Ok, chúc em livestream vui vẻ nha. Bye nha. Hẹn gặp lại. Bình thường là anh sẽ cởi nón nhưng mà nón của em cho nên là anh không cởi được. Bye bye. Ok anh em nhé, thì mình cũng chở em ấy về rồi. Tại vì thường 8-9 giờ là em ấy livestream TikTok á.